Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ. Hôm nay thì lại là tiếp tục một đơn hàng Hải Dương. Đấy, mùng 1 thì vừa hôm qua là đi Hải Dương nhỉ? Hôm nay tiếp tục lại Hải Dương. Xin mời các bác cùng theo chân em về vào nhà bác khách của em ngày hôm nay. Một không gian rất là đẹp. Và em cũng đã cây xong xuôi rồi. Mời các bác vào gặp gỡ bác khách hàng của em ngày hôm nay nhé. Chào các bác ạ. Cháu xin phép quay một đoạn video thì chắc là khoảng vài ngày nữa sẽ đăng tải trên cái kênh YouTube của bọn cháu. Thì sau khi mà cháu đã bàn giao xong một sản phẩm thì là cháu cũng có một số những cái mong muốn mà cô nhận xét nó phải thực tế để cho video nó chân thực nhất. Thì đầu tiên thì nhà mình đặt cái bộ sản phẩm này thì là cô đặt hay là ai đặt? Cái này là do con trai cô. Em ở từ bên Đài Loan, hai vợ chồng em nó đặt về cho cô chú. Cô chú ở nhà này chỉ có nhận hàng thôi. Thế là lúc mà đặt hàng thì cũng có thông báo với cả cũng có nói trước với là cô không? Có. Hôm nay giao đến đây là cũng báo trước cô. Nói chung là lúc bắt đầu là chuẩn bị mua đặt này thì em nó cũng gửi hình rồi là cũng lấy số điện thoại để cho anh bên đồ gỗ đấy, thì đấy em nó gửi hình về để cho mẹ bố mẹ ở nhà xem là bộ này có đẹp không, có ưng không. Nếu mà bố mẹ ưng thì là con đặt mua về, thì bố mẹ bảo là trông ưng, nhìn trông mình đẹp lắm. Thế là con trai của thế thì con đặt bộ mua về để cho bố mẹ ở nhà này có rồi. Thế tức là mình chỉ nhìn trên hình ảnh thôi đúng không ạ? Nhìn trên hình ảnh và anh Thắng thì chắc là cũng đã có tư vấn với cô rồi đúng không? Đã thuốc các thứ rồi đúng không? Đấy, thì sau khi mà nhận được cái bộ sản phẩm này thì so với cả hình ảnh thì cô thấy là cái chất lượng nó đã đúng với cả cái mong đợi đưa ra. Cô thì cô nhìn thì nếu mà đúng mà so như ở trong hình ảnh thì trông thì giống như trong hình. Còn chất lượng gỗ thì nói chung là cô thì không biết, chỉ biết là nó giống y như ở trong hình. Không sai thế nào. Mình đứng ở cái hình ảnh ra mình nhìn vân gỗ, tại vì cái vân gỗ này không thể nào mà giả được. Thứ hai nữa là làm sao mà như những cái tư vấn như là chương thì nó phải là chương liền này. Đấy, cô nhìn không đó không có điểm chấp vá, không có điểm nối. Và cái cách lưng này thì là được khung gương. Đấy. Rồi là cái tay này thì là tay nguyên khối. Đấy, là những cái tay nguyên khối này. Nó không phải là cái hộp thì là nó sẽ chuẩn hàng. Đấy, còn nếu mà đặc biệt là bộ này là còn là hàng được hai mặt, tức là như nhà cô cây ở đây là một không gian rất là rộng. Thì mình đi được cả về cái đường sau kia ấy, thì là nếu mà dùng những cái bộ mà được một mặt mà giá trị nó thấp hay là nó rẻ ấy, thì là nó sẽ xấu. Còn như bộ này cả mặt trước và cả mặt sau đều được, cho nên là kể cả cô có đi vòng đường sau ấy thì nó cũng cái mặt đằng sau cũng sẽ đẹp. Tại vì là ở hết đằng sau là nó sẽ đục hết. Đó. Và như bộ này thì là chân 12. Ra như vừa vậy cháu cũng có chia sẻ với nhà mình là với không gian rộng như này thì mình có thể kê cái kích thước chân to hơn. Nhưng mà vâng ạ, nhưng mà cái đối với cái mình sử dụng, tức là cái tài chính mình sử dụng, mình ở trong cái tầm đấy thì mình sử dụng những cái bộ nhỏ như này cũng đã rất là ok rồi. Đấy, kích thước thì nói thật ra là nhìn thì cũng chưa biết cái kia nó to như nào. Nhưng mà mới mang vào như này là cô thấy cảm như bộ này là cô cũng ưng. nếu mà nói chung là to hơn thì chắc là đẹp rồi đấy, nhưng mà nó mình là do tài chính là mình thì mình chỉ như mức độ này là đã là đẹp lắm. Không gian phòng khách của nhà cô là diện tích như thế nào vậy ạ? Không gian như phòng khách này là diện tích này nó rơi vào là đi 8, 7, 5, 6 tầng 60 luôn. 60 tầng hết. Tầng hết cái phòng khách này. Cũng rất là rộng, kể cả bây giờ mà cô kê thực ra là cái không gian này nếu mà để tận dụng hết mà ví dụ mà cái mức đầu tư của mình cao hơn là mình có thể kê được bộ 10 món đấy, như là 12 này là kê được bộ 10 món đấy thì nó rơi vào tầm khoảng 100 triệu. Bộ 10 món thì là kiểu như mình kê chữ U chẳng hạn, đoạn dài ở đây này, hai cái đơn bên này, hai cái đơn bên này là kê rất thoải mái luôn. Vâng ạ, với không gian này 60 vuông thì cái khu vực ở bên chia ra cái khu vực ở bên này nó chắc có rơi là tầm khoảng 40 vuông đúng không? Bên này khoảng 40 vuông. Đấy, không gian rất là đẹp, tất cả trần trước cũng là và cháu có một cái
đúng như cái mắt thẩm mỹ của họ thì cô có sẵn sàng để giới thiệu sang sang nhà cháu không ạ? Có chắc chắn rồi, bởi vì vừa lấy là cô cũng gọi cho chú mà vừa sang ngồi đấy, là chú là bên thẩm mộc đấy. Này em nghe em vẫn chưa được nghe chú nhận đấy, chú bên thẩm mộc nhưng mà chú đây cũng có nói vào bên cô là bộ này là đẹp, chú bộ này đẹp chị ạ, trông em trông là đẹp lắm. Chứ giờ chú nhận xét thì tại vì chú sang thì ngắm đâu cả, ngắm trên ngắm dưới rồi ngắm nghía xung quanh thôi, còn chưa thấy chú nhận xét thì cả mà đã về rồi. Chú nên là chắc là cũng con cái cũng bận bé, thì chú gọi sang nhìn nội chị tí xem nào, xem chị không biết được cái đồ nó như thế nào đâu. Thì chú bảo là như này là ok đấy chị. Nhà cháu thì lúc nào cũng cam kết, thứ nhất là cam kết là chuẩn 100% nguyên giá. Các bác có thể gọi thợ mộc hay gọi bất kỳ ai mà biết gỗ để kiểm chứng, ví dụ như là nếu không chuẩn thì mang hàng về đòi tiền thì đâu. Cũng em nó gọi điện và nó đặt hàng mua này, cô cũng băn khoăn của đặt hàng sai thế thì mình không biết được đấy. Nhưng mà em không có nói là ở cái chỗ anh tháng này thì là của anh làm chuyên về gỗ rồi, chuẩn là mẹ cứ yên tâm. Thôi thì con cứ xem xét con mua, chứ còn nếu mà mẹ ở nhà thì chỉ biết nhận hàng thôi. Mấy bà nhìn trông nó đẹp cũng ý như là ở trong điện thoại đấy, hình ảnh đấy. Đôi khi là hình ảnh này nhìn đẹp hơn ở ngoài chẳng hạn đấy, nhưng mà bà như cô thấy như này là không giống trong hình ảnh nữa. Nói chung là không lệch được, không sai lệch được. Ví dụ như gửi bộ nào hay là chụp hình bộ nào mà phải cuốn vào ngay, báo cáo ngay để cất hàng. Ví dụ như là hẹn đến khoảng một tuần sau hay là một tháng sau thì cứ đúng bộ đấy là nhưng sao? Mà cô hỏi những cái này là đã làm sẵn trước hết rồi. Vâng ạ, cái này thì cháu có cả hàng đóng mộc và có cả hàng hoàn thiện. Tại vì là bây giờ như này này, có người thì họ sẽ đợi được, nhưng có người họ không đợi được. Bởi vì là ví dụ ví dụ là ngày mai đi là có việc cưới con cưới cái chẳng hạn, nhưng mà mình chưa có ý định, nhưng mà đừng có cái là mình lại muốn mua bộ mới chẳng hạn, mình thay đổi để cho nó mới cái bộ ở nhà nó cũ chẳng hạn. Thì bây giờ là cái nhu cầu của khách, mỗi người có một nhu cầu khác nhau, thì mình sẽ phải có tất cả những cái sản phẩm có sẵn như vậy để phục vụ các bác. Những bác nào có sẵn là mai trở được luôn hay là ngày kia trở được luôn, mà bây giờ để mà đóng một bộ này phải mất một tháng người ta không đợi đấy. Mỗi người có một nhu cầu. Cô nghĩ là nó vẫn còn là mộc. À có mộc luôn ạ, nhà cháu có cả mộc. Cái cô mới bảo em là thế hãng còn chắc là hãng mộc chứ sao này mang nhanh thì thế em bảo là có sẵn trước rồi. Vâng, có sẵn trước. Nhà cháu có nguyên một cái khu vực kê hàng đã phun rồi, rất là có sẵn. Nó nguyên một cái khu vực để kê mộc. Các bác thích chọn bộ nào thích chọn mộc. Cô cũng trao đổi với anh Thắng thì cô cũng gọi điện. Tại vì là em nó lấy số để cho anh mà. Thì cũng có nói với anh là lấy không gian là như thế, nếu như mà mang đến là cô mà kê mà nó không phù hợp thì thế nào thì cháu thì anh bảo là nếu mà không phù hợp thì cháu lại mang bộ khác đến cho bà đấy. Bộ thế thì cô thấy là thế là yên tâm. Nói chung là như cô như hóa đơn cháu có thấy cũng ghi vừa nãy cháu đọc là không đặt cọc đúng không? Không, không cọc tiền mà cháu trở đến đây là cô cũng yên tâm rồi đúng không? Cô công nhận không? Tại vì là bây giờ làm gì có ai mà không cọc mà trở đám trở bàn người đến cho cô nếu mà hàng xấu đúng không? Không cọc 1.000 nào không? Không cọc 1.000 đấy. Quá là uy tín. Nếu mà hàng xấu là lại trả quay về lại đúng không? Rồi. Cho nên là riêng. Tại vì là thông thường nhà cháu là miền Bắc là ví dụ bác nào mà khoái mà lấy luôn trả luôn thì là cháu cứ trả luôn. Yeah. Còn nếu mà phải giữ hàng khoảng tháng hai tháng thì có thể cáo cho nhà cháu. Đấy, ví dụ như là bảo lấy bộ này mai trả luôn thì cháu không cần cọc. Nhưng mà nếu mà lấy bộ này bảo là một tháng nữa hay là hai tháng nữa không được lấy thì là cứ phải cọc trước cho cháu, để là 500 một chiếc cũng được. Đấy, là như thế. Cái này là Đông Anh Hà Nội. Vâng ạ. Đấy thì cảm ơn nhà mình và cảm ơn nhà mình là đã tin tưởng cơ sở, cũng gọi là cũng không lên xe gì cả, cũng chỉ đấy. Qua những hình ảnh video thôi. Rất là cảm ơn nhà mình đã tin tưởng cơ sở và cũng mong là ví dụ mà có những cái sản phẩm khác cần tìm hiểu cần mua thì cô cứ liên hệ cháu tư vấn những cái tivi rồi. Vâng ạ, cảm ơn cô. Đã cứ cảm ơn các cháu nhé, là cứ đồ của các cháu là chuẩn. Vâng ạ. Tốt thì là sẽ có nhiều người hỏi đến. Vâng ạ. Vâng, và cho bạn nhà mình đây là cái combo quà tặng của nhà cháu. Hay sao cháu giới thiệu cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.